tháng 8 này trên ASEAN. Anh hùng và kẻ xấu với đủ hình dạng, kích thước và thể loại sẽ quy tụ. Chẳng thiếu gì nữa, bắt đầu thôi. Những tài năng nhí đã trở lại. Cháu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Để thách thức mọi giới hạn và giành lấy danh hiệu chiến binh ninja mỹ nhí. Rex nổi tiếng đây sao? Chú chó bạn yêu thích trên TV cùng với người bạn thân của mình. Rex đã tìm được hung khí rồi. Tiếp tục là bộ đôi cảnh sát ăn ý trong Hudson và Rex. Trở thành người hùng chính là như vậy. Có thể chỉ là lính mới, nhưng họ luôn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng. Giơ tay lên, nắm xuống để gìn giữ sự bình yên. Đây chính là khởi đầu mới trong cảnh sát tập sự. Ở đâu có anh hùng, ở đó có kẻ phản diện, cho cuộc vui thêm bất tận. Ấn tượng đấy. Đừng bỏ lỡ những màn đối đầu không khoan nhượng. Tất cả sẽ có trong tháng 8 này trên kênh AXN.